Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam năm 2004 câu 3. Tính nhanh 2,005 nhân với 1004 trừ 8,02. Biểu thức của chúng ta gồm một phép nhân trừ. Trong đó thì chúng ta có thể nhận ra là 8,02 thì gấp 4 lần của 2,005. Tức là nếu ta thay 8,02 bằng 2,005 nhân với 4 thì ta sẽ tạo ra phép tính biểu thức mới bằng 2,005 nhân với 1004 rồi trừ đi cái phép nhân này. Bây giờ ta được hai phép nhân mà có chung cái thừa số 2,005. Đặt nó 2,005 làm thừa số chung thì ta được còn lại là 1004 trừ đi 4. Vậy thì kết quả của phép tính này bằng bao nhiêu? Hãy comment kết quả của bạn ở phía dưới. Nếu bạn quan tâm đến khóa học nền tảng hoặc khóa học luyện thi vào lớp 6 chất lượng cao thì hãy comment để được tư vấn nhé. Hãy like page Toán Thầy Kiên để nhận được những bài toán hay tiếp theo.